Con thông tháng, ốc vít và phụ tùng xe gắn máy rất là nhiều. Chèo lụng lặn ngay cái góc Tà Uyên và Trường Quý. Xuồng bán tạm dời bên trong quay nè anh chị. Cái cảnh mà mua hay quay rất là nhộn nhịp nè. Những con hẻm ngoằn ngoèo của ông bà chẳng hạn. Mình mua giấy tiền vàng bạc, một chiếc áo mới là mình đốt. Dạ, Sunny Đoàn thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sunny Đoàn. Bây giờ khoảng 9 giờ ngày 22 tháng 6 2023, tức là mùng 5 tháng 5 Tết Đông Ngọ. Sunny đang đứng ở con đường Hồng Bàng và phía bên phải đó là con đường Nguyễn Trãi. Và với video clip này Sunny cũng rất là vui thực hiện cái clip chúng ta tới chợ Thiếc. Với cái Tết Đông Ngọ thì Sunny cũng kính chúc cô chú anh chị và các bạn cùng gia đình một cái Tết Đông Ngọ thật là đầm ấm, yêu thương, trọn vẹn, an lành và hạnh phúc. Và Sunny sẽ mời anh chị gửi anh chị và các bạn coi không khí ở chợ Thiếc nha anh chị ha. Đối với video clip này Sunny sẽ quay cái không khí, những con đường và những cái xóm hẻm ngay chỗ chợ Thiếc. Nên chính vậy phải đi xe gắn máy anh chị. Còn đối với lòng chợ ngày hôm nay đó thì cái việc buôn bán thì nó cũng vắng lắm. Sunny sẽ cập nhật sau. Với không khí Tết Đông Ngọ này thì mình tạo cái video cho nó vui vui tí anh chị. Chứ mà vô chợ thì nó sẽ đóng cửa rất là nhiều. Sunny sẽ quăng qua bên kia sát bên đây để cho nó đi cho nó dễ đó anh chị. Ở đây là cái đường dành cho xe gắn máy nè, để quẹo. Đây là con đường Tôn Thọ Tường, con đường Tà Uyên ngày hôm nay đi qua cái chợ Tân Thành, chợ phụ tùng xe gắn máy Tân Thành. Đây là cái khu vực quận 11 người Hoa sinh sống bao nhiêu đời nay. Ở khu vực chợ Lớn rất là nhộn nhịp, họ buôn có bạn bán công phường. Ở đây là bán bù lon, công tán, ốc vít và phụ tùng xe gắn máy rất là nhiều. Và khi mà đi con đường này á, chúng ta quẹo con đường Trần Quý là tới chợ Thiếc thôi anh chị. Nhớ cái Tết Đông Ngọ hồi thơ ấu của Sunny thì rất là vui. Ngày này thì về quê ngoại, mặc áo mới. Nói chung giống như là Tết Nguyên Đán anh chị. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái không khí đó nó mai một dần. Có thể là do sự ảnh hưởng của rất là nhiều cái lễ hội. Cái thứ hai là do áp lực cuộc sống. Nên mọi người coi đây là một cái ngày mà buổi tối ăn cơm cùng gia đình thôi. Cúng ông bà tổ tiên, có kiêng có lành anh chị. Một cái nét văn hóa cũng rất là hay, nên gìn giữ. Thường chúng ta nói cái Tết là một cái Tết sum họp. Bây giờ cái việc sum họp thì cũng rất là hiếm thấy ở Sài Gòn anh chị. Và ở đây là con đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Hoàng Quân năm xưa. Chúng ta sẽ đi qua con đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Hoàng Quân. Tôn Thọ Tường thì anh chị biết là có nơi bán vịt quay heo quay anh chị ha. Những cái buổi lễ cúng kiến thì người ta cũng ưa mua lắm. Nhưng mà bây giờ ngày xưa nổi tiếng, bây giờ nó có nhiều cái nơi bán vịt quay heo quay. Và cái chợ này, cái nơi bán vịt quay heo quay này bây giờ cũng vắng. Chúng ta đi từ từ. Ở đây thì bán bánh, những cái nơi thường bán bánh ú, bá tràng nè, người Hoa mà anh chị. Bánh ú lá tre, những cái lá treo ở nhà trừ tà. Đây một cái nơi là bán bánh nè, rất là đông người ghé mua bánh ú bá tràng. đó, treo lủng lẳng ngay cái góc Tà Uyên và Trường Quý. Tại đây có bán bánh trây. Rồi chúng ta quẹo anh chị ha. Thì nói với cúng kiến thì người Hoa họ có tập tục cúng kiến một cái rất là phong phú, rất là đa dạng. Bánh ú, và bán ở đây là bán trái cây. Con đường Trần Quý này hàng trái cây, và bây giờ người ta cũng để giá thì cho nó dễ dàng trong cái việc buôn bán. Sunny sẽ đi vòng ngoài thôi nha anh chị ha, để coi cái không khí. Ngày hôm nay thì cái việc buôn bán thì nở rộ. Đó, bán bánh ú nè, bánh ú lá tre, bá tràng, vân vân, bánh chay, bánh mặn có đủ. Rồi mình đi. Cái việc kinh doanh mua bán đó, những cái lá nè, lá trừ tà đó, người ta gọi là lá trừ tà. Giờ thạch xanh thì ít lý thông nhiều nên trừ bớt. Mua bông hoa về cúng thì con người ta đôi khi cúng kiến nhiều quá thì nó hoang phí, nhưng mà cái nét văn hóa tín ngưỡng rất là hay. Cúng kiến anh chị cũng biết, ai cũng muốn cái thiện cái lành đến với mình, bản thân và gia đình. Nhưng mà khi cúng kiến rồi á, thì con người ta có vẻ hiền hơn, thánh thiện hơn. Chẳng lẽ là cúng xong rồi bắt đầu mới cầu bình an rồi xong lát chửi đó, hiền diệu hơn. Những cái dịp Tết Nguyên Đán thì Sunny rất là thích đi những cái ngôi chợ này như thế này anh chị. Bán lá này, lau quét dọn bàn thờ, và bán bánh ú lá tre, trái cây, ngập tràn trái cây, bánh ú treo lủng lẳng. Đối với chợ Thiếc anh chị cũng biết là chuyên về vàng bạc anh chị ha. Dạ cảm ơn. Thì anh chị, tại sao mà anh chị thấy con đường này nó thông thoáng là lý do là người ta giải tỏa lòng lề đường đó anh chị, nên chính vì mình thấy thông thoáng hơn xưa cũng rất là nhiều. Đây con đường Phó Cơ Điều, con đường một chiều. Sunny sẽ chạy xuống dưới kia và quẹo lại. Chúng ta đi vào chợ và đi vào xóm hẻm nha anh chị. Còn đối với chợ thì anh chị cũng biết buôn bán bây giờ đó, có nhiều người ta sang sạp nhiều lắm, chợ nào cũng vậy. Thì không biết là chợ truyền thống nó còn mãi lực giống như xưa lại hay không. Chắc là khó, do ảnh hưởng bởi rất là nhiều cái kênh phân phối hiện tại, cạnh tranh rất là dữ dội. Bây giờ người ta bán vé số bằng còn bán online, mà bán vàng còn bán online mà anh chị cũng biết. Chứ người Hoa sống có cộng đồng lắm anh chị, nên chính vậy anh chị khi mà đi về chợ lớn anh chị thấy có những cái ban hội, rất là nhiều ban hội, có cộng đồng giúp đỡ nhau. Đây là con đường Lê Đại Hành, mấy cái tòa chung cư mà phía bên phải của anh chị đó, đó là trường đua Phú Thọ. Hôm nào Sunny sẽ lên khán đài của trường đua Phú Thọ chia sẻ với anh chị nha. Trường đua Phú Thọ ngày hôm nay như thế nào, đi vào bên trong luôn anh chị. Ngồi trên khán đài, quay từng nét cái khán đài coi đua ngựa ngày xưa. Rồi chúng ta sẽ đi con đường này để chúng ta đi ngay vào chợ anh chị ha. Vào chợ từ đó thì mình sẽ đi vào những cái xóm hẻm. Cái việc người ta cúng kiến, người Hoa người ta cúng kiến dữ lắm. Giấy tiền, ở trên con đường này thì chuyên bán giấy tiền vàng bạc. Còn trong lòng chợ là vàng bạc đá quý. Có người nói là tại sao gọi là chợ Thiếc, tại vì cái mái lòng chợ là nó bằng thiếc. Cũng rất là tức cười. Có người nói là ngày xưa ở đây là nó gần chợ rẫy, rồi thế là người ta làm những cái thùng thiếc đó anh chị. Bên trong có bán trời. Một cái hình ảnh mà không biết tại sao mà cái lòng chợ này nó đóng kín bưng à. Để coi là cái vụ gì. Cơm tấm bà ba dời về bán tại, bún xuông bán tạm dời bên trong. Cái chợ này hình như đang chuẩn bị sửa chữa anh chị. Chợ đang sửa chữa đúng rồi. Mua quần áo đó, xả hàng quần áo, đây là khu mở bán. Chợ đang sửa chữa anh chị ha. Đó, bán vàng bạc đá quý đó. Quên bán giấy tiền vàng bạc quên. Đồng lắm. Rồi. Bán trái cây. Cái ship này mua heo quay nè anh chị. Cái cảnh mà mua heo quay rất là nhộn nhịp nè. Mua heo quay, ship hàng mua heo quay đó. Rồi mình đi thẳng vào trong xóm hẻm nha anh chị ha. Chia sẻ với anh chị những con đường này nè thì nó luồn lách đủ thứ hết. Các má các dì đi chợ nè anh chị, để ý người đi chợ thường thường là người lớn tuổi, các mợ các má các dì, các thím, các bà ngoại đi chợ lo cho bữa cơm gia đình. Người phụ nữ thật là Việt Nam thật là dễ thương, thật là đẹp. Còn các bạn trẻ thì bây giờ thì chọn cái mô hình khác, siêu thị, mall. Bây giờ mình đi vào cái xóm hẻm anh chị. Sunny khi mà đi vào chợ Thiếc thì nghe những cái âm tiếng Quảng anh chị, rất là nhiều. Quán xẻ sực phàn phàn cầu xuống làng ạ, sập cầu xây cổ khói mùn xám mùn phủ làng ạ, to trẻ. Mua cái rau thì đối với người Hoa người ta rất là kín đáo anh chị. Đó cúng kiến đó, những cái thùng thiếc người ta cúng đốt với tiền vàng bạc. Người Hoa thì cái tính cách người ta rất là kín đáo, không thích phô trương. Không biết là thế hệ sau này như thế nào, nhưng mà Sunny chơi với những người bạn người Hoa đó, họ dễ thương lắm. họ thật tình lắm, chia sẻ kín đáo. Quẹo vào đây, ai nhà ai cũng có những cái bàn mà ta cúng bằng thiên á, người ta cúng hay quá. Đi thẳng luôn anh chị ha, mình cứ đi để mình hiểu thêm cuộc sống hẻm. Những con hẻm ngoằn ngoèo. Đây giống như đi ra Tô Cổ Tường, đi ra 3 tháng 2 Trần Quốc Toản đó gì, đi ra 3 tháng 2 Trần Quốc Toản đó. Mình kiếm con hẻm nào mình sẽ đi vào lại nha anh chị, đi vô hẻm. Đây là người Hoa đó, người ta cúng kiến. Một cái tục lệ đốt giấy tiền vàng bạc, thì xin đi nếu mà thấy mà đốt ít thì cũng rất là hay. Anh chị cứ nghĩ đi, khi mà ngày giỗ của ông bà chẳng hạn, mình mua giấy tiền vàng bạc, một cái chiếc áo mới rồi mình đốt đó, cúng kiến nhạc nhạc là đung đung đó, người ta cúng kiến. Chị thấy đông không đó, rồi ở nhà nhà đều cúng. Để đi ngang đây thì xin đi chia sẻ về cái vấn đề mà đốt giấy tiền vàng bạc. Nấu bánh ú bánh tràng đó, giờ người ta còn nấu. Nhà ai cũng có cái thùng thiếc, anh chị thấy không, tối nhà nghi ngút cái nét. Cái nét văn hóa tín ngưỡng người Hoa giao thoa với người Việt, sống bao nhiêu muôn đời, bao nhiêu thế hệ ở cái vùng đất Chợ Lớn này. Ra con đường Phó Cơ Điều. Sunny nghĩ rằng cái việc mà đốt giấy tiền vàng bạc thì không biết là đốt nhiều hay đốt ít, nhưng mà cái tâm lý nó như thế này anh chị. Mỗi khi mà chúng ta mua sắp tiền, cái áo mới, kể cả điện thoại, mình đốt và mình gửi cho ông bà hay cho những người thân đã khuất, thì anh chị bảo đảm anh chị sẽ vừa đốt và vừa nở một nụ cười. Ví dụ như mình đốt mà giấy tiền vàng bạc, tiền đô đi, hoặc là cái điện thoại mới đi, thì lúc đó thì anh chị nghĩ nè, mỉm một nụ cười, kỳ Tết kỳ này ông bà có tiền xài nè, rồi có điện thoại mới nè, để liên lạc dễ dàng hơn nè. Không biết ông bà đi ở dưới có vất vả không, thôi mình mua một chiếc xe chẳng hạn, mà xe nhỏ nhỏ anh chị. Thường giấy tiền vàng bạc là tượng trưng thôi, nhỏ nhỏ, Thì khi mà mình làm như thế thì lòng chúng ta vui lắm, vui. Cái đó là một cái tâm lý không biết rằng ông bà có nhận được hay không, mình cái đó mình không biết, về tâm linh không biết, nhưng mà trong lòng mình vui. Mà trong lòng mình vui thì lúc đầu tự nhiên trong đấy thâm tâm của mình nó nói thôi, cuộc sống này muốn tạo niềm vui cho nhau thì phải chan hòa, yêu thương, gắn bó, cùng cố gắng nhiều hơn, cố gắng đi làm. Đổ Ngọc Thạch, đây con đường Đổ Ngọc Thạch, cố gắng thì cái thiện nó sẽ tới anh chị. Tất nhiên Sunny cũng đã kích cái việc mà đốt ôi thôi, đốt quá trời đốt thì nó không hay, nó phung phí, nó không hay. Nhưng mà cái văn hóa tín ngưỡng đó thì mình phải thực hiện đầy đủ, thì sau này con cháu nó sẽ bắt chước. Bắt chước đây không phải là đốt để cho mình hay như thế nào đó, mình không quan trọng. Khi mà có những buổi dỗ thì anh chị có để ý đa số là ngày đó gia đình sum họp rồi nhớ ông bà tổ tiên, cái kỷ niệm thì lúc đó những cái buổi sum họp đó nó gắn bó gia đình mật thiết hơn. Còn nếu không có thì như thế nào anh chị? Thì lúc đó là chúng ta sẽ rất là buồn, sẽ rất là buồn anh chị. Đôi khi có nhiều người ta nói thôi bỏ Tết ta đi, Tết Nguyên Đán đi, tốn tiền, tốn thời gian. Nhưng mà anh chị, những người đó sau này đôi khi ngẫm nghĩ tại sao con cháu nó không về thăm mình ta, nó đi suốt nó đi làm suốt nó không thăm mình. Thế là họ buồn, họ bực, buồn bực cũng lý do mình suy nghĩ mình bỏ đó. Thì cái đó là một cái suy nghĩ riêng của Sunny thôi, thì không biết là anh chị có hợp lý không. Anh chị có gì comment để Sunny biết thêm, chứ nhiều lúc Sunny dốt lắm, nói chuyện theo cảm xúc thôi nên hơi dốt. Rồi đây là một cái khu vực mà bán heo quay trên con đường Tôn Thọ Tường, Tà Uyên, rất là nhiều, người ta xếp hàng, người ta bán. Nhiều khi là coi như là không có người mua rồi, thế là người ta đặt ráp, người ta giao luôn anh chị, bán heo quay. Nhưng mà bây giờ thì một số gia đình truyền thống mà làm heo quay, vịt quay giờ họ cũng nghỉ rồi, cái nghề này bây giờ cạnh tranh quá rồi mà. Thời buổi này thì gia đình là số 1 anh chị, sống hiền hòa và luôn luôn lúc nào cũng mỉm cười, mỉm cười. Sunny nghĩ rằng cái mỉm cười này không phải là niềm vui cười, đôi khi mình chiêm nghiệm nỗi buồn mình cũng cười, và mình ngộ ra một vấn đề gì đó mình cứ cười, và luôn luôn lúc nào cũng cảm ơn. Người ta chửi mình cũng cảm ơn và mỉm cười, xin lỗi và cảm ơn, và luôn nghĩ tốt cho người khác. Thì cái lòng mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và khi mà vũ trụ biết được cái suy nghĩ của ta đó, thì hình như có một cái nguồn năng lượng nào đó làm chúng ta cảm thấy hăng say hơn, tích cực hơn, vui hơn, và nhiều cái may mắn sẽ tới hơn. Đây là con đường Trần Quốc Toản, 3 tháng 2. Hôm nay nhân Tết Đông Ngọ, quay cái sớm rồi tâm sự trên cái gì mà Sunny hiểu biết nhỏ nhoi của Sunny thôi, chia sẻ cái suy nghĩ của Sunny thôi. Ở đâu cũng có người giàu, người nghèo, ở đâu cũng có thạch xanh thì ít, lý thông thì nhiều, người này kẻ kia. ở đâu cuộc sống này cũng có hỉ nộ ái ố, nhưng chúng ta nên cân đối, cân bằng. Riêng Sunny thôi nha, luôn cân bằng cảm xúc. Đôi khi làm YouTube này cũng vậy, luôn luôn lúc nào cũng cân bằng cảm xúc, chứ bàn tay thì ngón ngắn ngón dài mà, nên mình đâu có chiều lòng hết mọi người được, nhưng mà mình cứ vui. Vui thì mình mới có những cái video clip trọn vẹn trong 4-5 năm nay. Mé trái là những cái đất dự án mà ngày xưa là cái trường đua Phú Thọ anh gì, nhưng mà những cái mảnh đất dự án này thấy rào lâu lắm rồi mà không có xây dựng gì cả. Còn đối với con đường Trần Quốc Toản 3 tháng 2 này thì cái việc kinh doanh mua bán thì cũng bết bát lắm anh chị. Đi đâu cũng thấy nhan nhản những cái địa điểm đóng cửa nhiều, sang tiệm đóng cửa nhiều lắm, cho thuê. Anh chị mà cứ thấy nhà nào đóng cửa có cái bảng đỏ đỏ thì anh chị biết rồi đó, bán nhà hoặc cho thuê. Đường xá thì Sài Gòn lúc nào cũng khói bụi. Một món ăn đặc sản của Sài Gòn là kẹt xe. Châm biếm cho nó vui anh chị ha, dùng từ ngữ nó không đúng, nhưng mà nói vậy cho nó vui. Những chiếc xe ba gác đi thu mua ve chai, đa số là người ở miền ngoài vào anh chị, họ làm ở trọ, gửi tiền về gia đình. Mình sẽ chạy tới bệnh viện Nhi Đồng nha anh chị ha, qua con đường Nguyễn Duy Phương đó, chợ cá Trần Quốc Toản đó. Ở đây là chuyên bán phụ kiện di động, giống như một cái chợ luôn anh chị. Tối rần bán cái này mà có lời lắm, sao mà người ta bán quá trời. Hàng đã nhập từ Trung Quốc thôi, cái này hàng nhập Trung Quốc nhiều. Sale sắp sàn. Bây giờ thời buổi này nó có nhiều cái từ ngữ cũng rất là hay, cũng rất là vui. Sale sập sàn, xả hết. Rồi thôi ngọt. Dùng những cái từ ngữ vui lắm. Cho thuê nguyên căn đường 3 tháng 2. Chị thấy trời, thời tiết mấy bữa nay đâu có mưa đâu anh chị. Dự báo thời tiết bắt đầu là nắng nóng, nó sẽ kéo dài, không biết kéo dài bao lâu. Thì ngày xưa thì chúng ta không có cầu vượt, bây giờ đi qua cầu vượt, đi qua cái ngã tư này nó cũng rất là tiện lợi. Nguyễn Duy Phương nói dài, cái chỗ nhà thờ Đồng Tiến đó anh chị, bây giờ có mang tên là Thành Thái. Rồi Lý Thái Tổ, Trần Quốc Toản 3 tháng 2. Và tới đây thì Sunny cũng rất là vui thực hiện cái clip một những hình ảnh của Tết Đông Ngọ ngay chỗ khu vực chợ Thiếc, vào cái xóm cộng đồng người Hoa, gửi anh chị và các bạn. Và đôi khi thì cũng tan bồng với những cái suy nghĩ mênh mang nhỏ bé, suy nghĩ riêng của Sunny thôi, để chia sẻ với anh chị về một tí gì đó hiểu biết nho bé của khiêm tốn của Sunny Đoàn. Và mong anh chị và các bạn góp ý để làm sao cuộc sống này nó vui hơn, gắn kết hơn, tốt đẹp hơn. Và Sunny cũng kính chúc cô chú anh chị một cái Tết Đông Ngọ cùng gia đình luôn trọn vẹn, niềm yêu thương, một cái Tết sum họp. Những cái gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, may mắn nhất sẽ đến với anh chị, cô chú, các bạn cùng gia đình. Bye bye, hẹn gặp lại trong những video clip sau. Bye bye.